Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến những ngôi nhà ở trong trung tâm thành phố, chúng ta thường nghĩ ngay đến những mô hình nhà ống với những không gian sống rất tẻ nhạt và nhàm chán. Thế nhưng ngày hôm nay, Ngọc Hân sẽ đem đến cho quý vị một món quà hết sức đặc biệt. Đó chính là một ngôi nhà giữa lòng đô thị nhưng lại mang phong cách nghỉ dưỡng. Anh Quy ơi! Ôi, chào Ngọc Hân! Dạ, chào anh! Ôi, chiếc áo dài xinh thế! Vâng, dạ! Wow. Vâng, hôm nay là phải mặc áo dài tự thiết kế và đến thăm công trình rất là đặc biệt của anh ngày hôm nay ạ. Anh thấy nó phù hợp với ngôi nhà này đấy. Dạ. Bây giờ chúng ta có thể vào tham quan. Mời Ngọc Hân vào nhà nhé. Có thể nói là ở trong con phố nhỏ, ở nằm ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng thì cái ngôi nhà mà anh thiết kế có thể nói là đặc biệt nhất, ấn tượng nhất. Thì không biết là từ đâu thì anh đã có ý tưởng mà để xây dựng lên công trình như này? Để xuất phát từ cái ý tưởng này thì là nó cũng bắt nguồn từ chính gia chủ. Gia chủ là một người rất là thích đi du lịch. Vợ chồng rất là muốn đến những cái không gian như là resort, các khu nghỉ dưỡng. Trong đó anh bắt đầu hình thành nên một cái ý tưởng trăn trở để làm sao mà giữa trong một cái khu phố đô thị ồn ào như vậy mà thiết kế ra được một cái hình tượng, một ngôi nhà phố mà ở đó nó giống như một cái resort. Trong cái ngôi nhà này, anh đã đưa cái không gian, từng cái cây xanh thảm cỏ gắn liền với cái phòng. Mỗi phòng đều có một cái thảm cỏ trước khi chuyển tiếp vào không gian. Phòng nào cũng vậy, từ phòng khách và đến từng cái phòng ngủ, sân thượng và thậm chí ở trên mái đều có thảm cỏ và cây xanh. Chúng ta ngồi tại vị trí bất cứ trong ngôi nhà, chúng ta đều cảm nhận được cây xanh, thiên nhiên xung quanh mình. Và chủ nhà luôn luôn cảm giác rằng không gian rất là yên tĩnh và lãng mạn. Ngọc Hanh để ý thì trong cái đô thị Việt Nam của mình, người ta thường thiết kế một ngôi nhà chỉ đơn thuần là với mảng tường sơn nước, rồi với những ban công, với những cái ô cửa, nó rất là quen thuộc. Nhưng trong cái ngôi nhà này, với một cái lộ giới đường rộng chỉ có khoảng 5m5, thì làm sao để mình thiết kế một cái không gian để cho cái gia chủ có sự một tương tác cái hàng xóm của mình một cách rất là thân thiện mà nó không quá kín đáo mà cũng không quá mở. Chính vì vậy là anh đã thiết kế ra một cái ngôi nhà mặt tiền với nhiều ô cửa sổ, và ở trên đó anh đã trồng cây xanh và gắn liền các cái ngôn ngữ vật liệu như là màu của bê tông để trần, màu của gạch đỏ, màu của cây xanh, nó đã hòa quyện với nhau và làm cho cái ngôi nhà nó trở nên nhỏ nhắn và dễ thương. Em cũng rất là thích cái nội thất ở trong ngôi nhà này. Dường như nó rất là mộc mạc, giản dị và vô cùng phù hợp với cái phong cách của cái ngôi nhà này. Thông thường thì các chủ nhà khác ấy, thì họ tự đi mua sắm nội thất. Thì họ vào siêu thị nơi này nơi kia, họ bưng về một cái món đồ nào đó. Thì chính cái sự không kết nối với nhau giữa không gian kiến trúc và nội thất làm cho cái ngôi nhà nó trở nên nó bị lệch lạc. Và cái vấn đề nội thất này không ai khác chính là người vợ của anh, cũng là kiến trúc sư, cũng là chuyên về thiết kế về nội thất. Hai vợ chồng đã tương tác với nhau, đã làm cho ngôi nhà nó trở nên đồng bộ và hòa quyện. Mời Ngọc Hân đi. Wow. Ở đây là chúng ta đang bước lên cái không gian chuyển tiếp và với cái thủ pháp lệch tầng đúng không anh? Khi mà với một cái diện tích, một ngôi nhà mà với nó nhỏ hẹp như vậy á, mình đã nghĩ đến một cái giải pháp lệch tầng là một cách mà để cho tất cả không gian ngôi nhà nó được liên kết với nhau để nó tạo thành, mình không cảm giác rằng là trên một cái sàn mà nó là sự chuyển tiếp rất là nhiều không gian từ phòng khách qua phòng ngủ cho đến cả những cái không gian ở phía tầng sân thượng, tất cả nó hòa quyện. Ví dụ như trước mặt của mình là một cái hồ bơi. Tại vị trí không gian này mình có thể quan sát được cái hồ bơi. Rồi ở trên này thì là tại vị trí hồ bơi thì mình lại thiết kế một cái không gian thông tầng. Mình mong muốn là khi mà những cái thời điểm khác nhau như mùa mưa thì mưa nó sẽ vào đây, nắng sẽ vào đây. Tại những không gian như thế này, ở trên này và ở dưới này thì cái chủ nhà họ sẽ cảm nhận được cái không gian, cảm nhận được nắng, gió, mưa vào trong nhà. Mình hãy xem một cái ngôi nhà nó như một cái cơ thể sống ấy. Tức là một cơ thể bình thường là cũng phải mặc chiếc áo, mùa hè là phải cởi trần, mùa đông cũng phải mặc chiếc áo mùa đông. Thì ngôi nhà nó như một cơ thể sống, như một sinh học. Thì chúng ta cũng phải khoác lên nó một chiếc áo,
cho nó phù hợp. Ngay cả cái mặt tiền đó là chúng tôi thiết kế cũng phủ một lớp cây xanh, cũng giống như là những cái lam để mà che cái nắng hướng đông. Còn phía mặt hướng tây á là mình cũng đã sử dụng một cái giải pháp, đó là cái lam gạch, ngoài cái tính thẩm mỹ của nó thì nó còn có những cái ô giống như cái mành che nắng của cái vùng miền Trung. Rồi ở phía trên sân thượng thì cũng phủ một cái lớp cỏ cây xanh để mà giảm cái bức xạ nhiệt vào trong không gian. Còn ở dưới, ngay cả tại dưới chân của chúng ta là tại tầng 1 thì chúng ta thấy rằng là có một cái hồ bơi ngay cả tại lối vào. Những cái yếu tố như về sự đối lưu gió trong cái không gian, rồi những cái việc là giải phóng cái năng lượng nóng bay lên trên không, trên cao để không có cái một cái gì bao che, và cái sự bốc hơi nước, cái sự hòa quyện giữa thiên nhiên, gió, nắng là nó giúp cho cái ngôi nhà nó trở nên mát. Cảm ơn Ngọc Hân. Như Ngọc Hân thấy rằng là chúng ta đang ở trong một cái ngôi nhà phố giữa một cái đường phố rất là nhộn nhịp. Tuy nhiên là chúng ta đang vẫn có được một cái không gian của riêng mình với cái thảm cỏ xanh mướt và những cái cây cao, rồi những cái bồn hoa. Những cái không gian này thì chỉ có trong resort mới có. Chúng ta không nghĩ rằng là tại một cái ngôi nhà như vậy là có những không gian đó. Và em nghĩ rằng là đó cũng là một cái điều làm nên sự khác biệt cho công trình này, khi mà không một tầng nào giống với tầng nào, đúng không ạ? Khi mà bước vào tầng 1 thì đã rất là vỡ òa bất ngờ khi có một cái hồ bơi như vậy. Lên tầng 2 thì lại là những không gian vô cùng khác biệt, và lên đến tầng 3 thì lại là có một cái vườn cây nó rất là đẹp và nhỏ xinh như thế này. Cái giải pháp cái cây xanh trong mảng cỏ trong cái không gian một nhà ở, đặc biệt là nhà ống của đô thị Việt Nam, nó không đơn thuần là chỉ là một cái tạo cho một cái công năng, một cái mảnh vườn riêng cho gia chủ. Bên cạnh đó thì cái giải pháp mà chúng ta đang sử dụng về cái thảm cỏ như vậy là nó cũng giúp cho cái việc là giảm nóng cho cái tầng bên dưới. Kết hợp với sự đối lưu gió trong cái không gian phòng đó thì chúng ta hầu như là chúng ta sở hữu được một không gian lúc nào cũng mát mẻ. Và nó cũng giúp cho là giảm được cái chi phí sử dụng máy điều hòa, thậm chí là không dùng hệ thống hút mùi. Những cái chi phí nó rất là lớn trong cái việc là đưa ra một cái giải pháp về nhiệt năng cho không gian đô thị, đặc biệt là cái hiệu ứng về biến đổi khí hậu toàn cầu. Chính xác. Không biết là ở trong ngôi nhà mà đặc biệt và rất là ấn tượng như này thì gia đình mình có thể chia sẻ đôi chút những cảm xúc cũng như là cái suy nghĩ không ạ? Trong khu công trình thì là gia đình mình cảm thấy là rất là thoải mái và không còn muốn đi đâu nhiều nữa, và muốn ở trong gia đình, trong nhà để mà mọi người xem vài với nhau. Tức là chúng ta không cần phải đi đâu ra ngoài để hưởng thụ bất kỳ một cái không khí nghỉ dưỡng nào, mà có thể là tận hưởng ngay trong chính gia đình của mình, đúng không? Xin cảm ơn anh, cũng như là xin chúc cho gia đình mình sẽ luôn có những giây phút thật đầm ấm, thật hạnh phúc trong một không gian ấn tượng như này. Cảm ơn. Có thể nói là miền Trung thì là một cái nơi mà có cái khí hậu khắc nghiệt nhất trên toàn đất nước chúng ta. Thì anh có thể chia sẻ một số những cái giải pháp về vật liệu xanh mang tính bền vững để cho chúng ta có thể sử dụng và áp dụng cho công trình ở miền Trung một cách hợp lý và làm sao tiết kiệm nhất, được không ạ? Một công trình xanh ở đây nó không đơn thuần là chỉ là nhìn thấy bằng là cây xanh hoặc là các cái không gian thông gió, chiếu sáng tự nhiên, mà ở đây còn nói đến cả yếu tố vật liệu. Khi mà chúng tôi bắt tay vào thiết kế một số công trình ấy, thì chúng tôi cũng phải lưu ý rằng là công trình này đang nằm ở vị trí địa lý nào. Chúng ta nên khai thác những cái nguồn vật liệu có tại công trình. Hoặc là những khu vực như ở bên ngoài bao che thì hầu như là các giải pháp chúng tôi đều sử dụng là như cây xanh, rồi sử dụng các cái gạch trang trí, gạch để nguyên, để trần. Mục đích là gì? Để cho nó thích ứng với khí hậu của miền Trung. Xin cảm ơn anh Khuê về những tư vấn hết sức cụ thể vừa rồi. Và thay mặt cho chương trình thì Ngọc Hân cũng có những kỷ niệm riêng dành tặng cho anh. Cảm ơn Ngọc Hân, cảm ơn chương trình Không Gian Xanh. Quý vị và các bạn thân mến, Ngọc Hân hy vọng rằng chúng ta đã có những giây phút thật thoải mái và thư giãn khi được đi tham quan một công trình, một ngôi nhà với phong cách nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị của thành phố Đà Nẵng, của kiến trúc sư Hồ Khuê. Và xin được khép lại chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.